Hello mọi người, hôm nay tôi sẽ đi đánh quất nhé. Đây, biết lai đây rồi. Vườn này thì bây giờ đánh gần hết rồi. Ai? Đây, cái cây này này, đây luống 5 đây. 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, ơ cây này của mình đánh rồi à? Chào bác. Cái này cây cháu đúng không? Đây. Cây thủy đấy rồi. Đánh. Đây, đúng chưa ạ? Luống 5 cây 4. Hôm qua gọi điện mà. Xe máy à? Bây giờ cháu gọi thằng Khánh cho sang nó ấy chưa được. Bốn thằng đi tờ. Vâng. Đánh luôn cho cháu cây của thằng Bách rồi. Đánh hoàn lại hết rồi. Vâng. Chờ xe máy à? Vâng. Thằng Khánh nào? Thằng Khánh thôi à. Nó Khánh cũng biết. Thì như nó cũng biết. Nó nhà nó ngay sát chỗ này này. Nó chở được quá đâu. Nó nào chẳng chở ạ? Bộ nó rông còn chân đúng không? Cháu đánh cháu 70 đi. Cháu 70 một cháu 60 đi. Cháu khác rồi. Ừ, anh đánh xong rồi này. Đâu rồi? Ừ, sao ừ, xong rồi đây. Ví chỗ cháu nó xong cát cùng nó trên lưng cháu rồi đổ non luôn. Đây, đánh xong rồi đây. Xe đi hàng thao. Thế mấy giờ sang được? Ok. Xe đấy chở quất bình này, hiền bình. Đây, cái quất của tôi đây các bạn. Bầu cho này. Đây, tối hôm nay tôi sẽ cho các bạn xem đánh quất. Đây. Cây này. Cây bay đánh chưa? Cũng đánh rồi đúng không? Ô bay ơi. Bay, cái này nhỉ? Cây đánh rồi đấy. Ừ, đây rồi. Đây cái vườn hôm tôi quay đây. Cái hàng này đánh hết rồi này. Đấy, các bạn thấy không? Đúng rồi đây, đi lại rồi. Hai cây. Hôm nay thì ở cái vườn quất Nam Phong này thì nó đông bụi luôn. Các bạn có thể thấy này, những cái cây buộc xanh này, tất cả là những cái cây này hôm nay đánh hết này, chỗ kia này. Buộc xanh này, đây, buộc tất này. Đấy. Đi lên đây, đi vào. Đây đi vào đây, Nó về nó lấy xe thì nó chở hai cây một lúc. Đi vào kia ngồi với bố. Bác đi vào kia ngồi với bố để bác quay tí nào. Được chưa? Quất đang lên màu rất là đẹp. Quả rất đẹp luôn. Đây cái này cái kia anh thử. Ừ, cái này với cái kia. Đây. Lấy cái chảo. Sáng là mới đã. Từ sáng rồi. Còn gì nữa? Ở Nghĩa.
ở đâu để anh thử? Khả năng lên trên kia lấy hai cái chậu xi măng. Lấy ở đây á? Ừ, trên kia. Xem hỏi bao nhiêu cái. Xong xuống đây này nó rẻ hơn này. Thì cũng có biết ở đâu rẻ hơn đâu. Dưới này này. Bao nhiêu một cái? Em mua bao nhiêu? Mỗi mua khoảng chậu bao nhiêu nhỉ? Chậu này 70 à? Thánh, đưa cây lên xe đấy. Bầu này. Chậu này chậu 60. Cái chậu năm ngoái nhà bác ăn vừa này. Chậu này 70, thằng kia 60 kìa. Cái chậu năm ngoái nhà bác. Chậu năm ngoái thì chậu cái sung đấy rồi. Cái chậu năm ngoái cũng vừa. Em dòng ấy chậu nhỏ quá, chậu nhỏ quá nó không có tan đâu. Chậu đấy. Mày ở cái thằng này. Bữa nước ngoài ăn kìa. Cái chậu kia chỉ 60 thôi. Lên thằng kia 60. Cái thằng kia 60 thôi. Thằng bác lấy chậu 60 nhá. Vâng. Cái 60 cái 70. Duy Tiên Hà Nam. Tiên dưới đó là xóm cây. Nói chung nếu mà địa điểm hành chính thì dưới đây đấy là đâu có mà 23 mấy cây mà. 28 hay 33 cây. Duy Tiên tới đấy khoảng 35 cây. Ừ, đấy có thế là 35 cây không? À, không phải hơn đấy. Tới đây lên Tuyền nó khoảng 30 cây rồi. Phải tầm 45 cây cho nó thoải mái. Đây là nguyên vào trong là xanh vào trong rồi. Trong ngoài trận nữa. Đây là bác cháu. Bác đứng trong ngoài trận. Đi vào đấy về. Đi gì? Ông đóng trò. Ông đóng trò lắm không ạ? Khít quá. Chưa, còn một cây giờ, còn một cây ở... Đấy mọi người thấy chưa? Đánh quất tròn vo. Đâu, cái này là cái nhận ngay từ cái gì đấy? Ngay từ cái hộp Hoàng Sâm à? Thì Hoàng Sâm... Ngay từ cái ở Hoàng Sâm luôn đấy. Hơn 9 nữa này em ơi. Cả cá này hơn 9 nữa thì còn cả chồng luôn mà. Chứ tức là sức này có đi đấy, chứ làm chạy một mình ấy. Này rất là tấp nập luôn nhé. Cây anh là cây vừa rồi đấy. Cây này là cho sau. Bay được tất. Rồi. Đi tiếp. Cây này cho trước xuống sau. Chuẩn quá, quay chuẩn quá. Nó hơi nặng. Có cả cái chuẩn vòng cái ngày bay trước à. Ồ, nhưng mà
chiều 6 nha con nhá. Ừ. Cháu bây giờ thì chưa lấy số điện thoại của lái xe mà liên lạc với thằng Long. Chứ mình mẹ nó liên lạc sao được. Rồi, nếu mà chở thì về. À, anh ơi nó cho cái định vị. Rồi. Rồi, định vị thế bắt đầu là anh uống nước đi. Uống nước đi em ạ. Từ đây Duy Tiên. Đấy, Hà Nam có 28 30 cây mà Duy Tiên ở chỗ nào không biết. Nó anh lấy cái số điện là điện thoại xong nó cho định vị vào. Nghe chưa? Lên được chưa? Sáng ăn chưa? Sáng chưa? Lên. Ông có lên được không? Lên mẹ thằng bố. Ông giờ còn làm ăn cái chỗ này nữa. Không lên được. Khách được nhưng mà không lên được. Quay dưới cái quần này cơ. Cháu quay hết rồi. Quay hết rồi.